lông thì đội mũ vào. Hạt lông sai thôi. Không. Ông chai ở đây. Chai của ông. Chai đấy, một chai đấy. Đấy. Chai đi tính không? Không chai. Phải như vậy. Vịnh Hạ Long thẳng. Ông ngã ông đấy nha. Bà đâu đúng không tuổi? Không. Đây đúng rồi đấy. Không cơ. Chị đây mà. Chị đây này đúng không? Đây mà. Không. Vừa mặt đấy. Vịnh nó không có sóng. Ra vịnh đẹp lắm Lương ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nắng. Gì đấy?